Luật hòa giải đối thoại tại tòa được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, để luật phát huy tối đa vai trò tạo ra cơ chế giải quyết hiệu quả và nhân văn thì cần đến sự nỗ lực và trách nhiệm cao của mọi chủ thể có liên quan. Trên cơ sở các quy định của pháp luật, nhiều năm qua hoạt động hòa giải đối thoại trong tố tụng, ngoài tố tụng đã thu được kết quả đáng kể. Theo thống kê của Tòa án Nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan, hòa giải trong tố tụng đạt trung bình hàng năm khoảng 50,6%. Tổng số các vụ việc hòa giải đối thoại ngoài tố tụng đạt khoảng 80,6%. Kết quả này có ý nghĩa lớn trong việc giải quyết các xung đột trong nhân dân, chấm dứt quá trình tố tụng, tiết kiệm thời gian kinh phí của đương sự và nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Để luật hòa giải đối thoại tại tòa mang lại lợi ích và giá trị lớn cho người dân và xã hội, cần thu hút nguồn nhân lực có chất lượng, kinh nghiệm trong xã hội như thẩm phán, kiểm sát viên, những người giữ chức danh tư pháp khác đã nghỉ hưu, luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải, đối thoại cần tiếp tục được chú trọng. Ngoài ra, phải đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động hòa giải đối thoại.